Mình nói những cái người mà người ta có cái vận mệnh tốt nhá. Cái người mà người ta làm những cái người mà người ta sẽ may mắn, sẽ thành công, những người ta sống tốt ấy. Người ta luôn là những cái người nhá. Người ta luôn sẵn sàng. Người ta luôn sẵn sàng. Sẵn sàng gì? Sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ mọi người. Đơn giản thế thôi. Bạn cứ để đi. Bạn cứ để đi. Bạn cứ để là những cái người mà người ta là những người, người ta có vận số, vận mệnh tốt. Họ là những người họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ mọi người khi mọi người cần thiết thế này thế kia. Không nề hà một cái gì. Không nề hà một cái gì. Các bạn cứ để ý. Các bạn cứ để ý. Thế nên ý, mình nói các bạn cứ nhớ là thế này này, những cái người mà khi mà người khác ấy khó khăn hoạn nạn ấy, mặt tỉnh bơ lờ đi, bước qua, nhiều khi người ta cần cái sự giúp đỡ của mình chỉ một tí thôi mà mình lờ đi, mình lạnh lùng mình bước qua. Cái người như vậy là những người mình nói sau này họ mà có cái gì không ai người ta đếm xỉa đến. Nếu cái người nào mà là cái người mà lạnh lùng, băng giá, vô tâm vô tình đến như vậy, gặp cái người này người kia người ta cần giúp đỡ mà kiểu như lạnh lùng vô tình bước qua, coi như là không quen biết, vô tâm vô tình vô nghĩa, thì sau này người ta có cái việc gì, mình chắc chắn là những cái người đó là những người mà kiểu như là những cái người người ta không có được nhiều, không có được nhiều những cái mối quan hệ mà thân thiết, mối quan hệ mà kiểu như là quan trọng, tình nghĩa, tình cảm, không có được những cái mối quan hệ mà nói chung là không có được mối quan hệ tử tế đâu. Còn những cái người nào nha, bạn cứ để ý nha, những cái người, bất cứ những cái người nào mà người ta là những người, người ta tốt từ tâm người ta ra ấy, người ta, bạn có cái gì khi bạn có cái gì nhá mà người ta sẵn sàng, sẵn lòng, người ta hỗ trợ bạn, người ta giúp đỡ bạn ấy, thì bây giờ nhá, bạn cứ để ý đi, cho dù ấy một vài năm nữa ai biết cuộc đời nó là như nào, mà người ta có cái việc gì thì bạn hôm nay bạn nhận cái ân tình, cái sự giúp đỡ, cái tình nghĩa, tình cảm của người ta, thì sau này một vài năm nữa hay là như thế nào mà người ta có cái chuyện gì bạn biết được, bạn có ngồi im không? Có khi bạn lúc nào bạn kiểu như là bạn nung nấu ở trong lòng ấy, là kiểu gì bạn phải nung nấu, là bạn muốn để kiểu như là báo đáp, để mà trả ơn người ta ấy. Chẳng qua là chưa có cơ hội chẳng hạn. Nhưng mà nếu khi mà người ta gặp cái chuyện gì bất cứ như thế nào thì bạn là người như nào? Và kể cả mình nói cái cuộc đời, cái cuộc sống này, người ta chưa phải, người ta gặp cái chuyện gì chưa phải là như thế nào, nhưng với cái người có tình có nghĩa như vậy thì nhiều khi chúng ta là như thế nào, họ làm cái gì chúng ta chả ủng hộ hết lòng, lúc đấy chả ủng hộ hết lòng rồi, lúc đấy là phục, vừa phục vừa tôn trọng, vừa thương vừa quý. Đúng không, các bạn cứ để đi, đúng không, quý quá còn gì nữa. Cái người nào người ta giúp đỡ mình chả mang ơn, chả biết ơn, chả thương, chả quý. Cái người nào người ta thương mình, người ta tử tế với mình, khi mình gặp chuyện gì người ta giúp đỡ mình, người ta có ân tình với mình, thì những cái người đó là những cái người mình nói luôn luôn là có cái sự mà tử tế đặc biệt dành ở trong lòng cho người đó. Các bạn cứ để đi, thì những cái người đó là những người may mắn lắm, những cái người đó là những người, người ta dễ thành công trong cuộc sống lắm, những người đó người ta có nhiều phúc, muốn nói gì nói, cái người đó người ta có nhiều phúc lắm, người ta thành công lắm, thành công cực kỳ luôn, có nhiều phúc cực kỳ luôn. Mình nói cái cuộc đời này không cần biết là cái gì, nhưng mà bạn cứ là những người bạn sống tử tế, bạn có nhân tâm nhá, bạn có được cái tâm của mọi người, cái tình cảm, cái tình nghĩa của mọi người hướng tới bạn, yêu thương mà trân trọng bạn ấy, là bạn là cái cuộc đời bạn đã là ok rồi. Bạn sẽ là những cái người mà bạn có được nhiều những cái thành công trong cuộc sống rồi.
Còn bạn mà bây giờ bạn có tiền, bạn có quyền mà bạn lại là những người bạn đánh mất cái tình nghĩa tình cảm, bạn đánh mất cái sự ủng hộ, đánh mất cái tâm phục ở trong mọi người, chỉ được cái khẩu phục hay chỉ được cái này cái kia ấy, thì bạn là nguy hiểm liền, bạn sẽ là nguy hiểm liền đi, đúng không? Bạn sẽ nguy hiểm liền đi, đúng không? Các bạn cứ để ý đi, các bạn cứ để ý đi. Thế nên những cái người nào ấy, cái người nào là những người người ta sẵn sàng sẵn lòng, người ta tương trợ, người ta sẵn sàng, người ta hỗ trợ, người ta giúp đỡ nha. Những cái người nào ấy, bạn nào mà đang khó khăn thế này thế kia mà gặp những cái người mà người ta sẵn sàng, người ta hỗ trợ, người ta tương trợ, người ta gọi là cái gì, một miếng khi đói bằng một gói khi no thế này thế kia, mà người ta luôn sẵn lòng, cái người đó là những người, cái vận mệnh người ta tốt, người ta sẽ là những người có vận mệnh cực cực kỳ tốt. Còn những cái người nào á, mình nói là những cái người nào á, bạn á, cứ bỏ mặc người những cái lúc khó khăn á, thì mình nói là cái cuộc đời của các bạn ấy, cái bạn nào ấy mà đã từng như thế thì xin chào quý vị và các bạn nha. Này, mình nói với các bạn là như này này, mình nói với quý vị là như này nha. Nhiều khi bật cái máy quay lên rồi mà ngồi mà kiểu như là không biết là nói cái gì trước, nói cái gì sau. Đôi khi nó quá nhiều cái thứ để mà nói, nhưng mà lại không biết là sắp xếp nói cái gì trước, nói cái gì sau. Mà cũng đôi khi là nhiều khi là ở trong đầu nó sắp xếp được cái này cái kia để mà nói, nhưng mà khi bật máy quay lên ngồi lại không nói được cái gì. Nó lạ vậy đấy, nó lạ vậy đấy. Cứ nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là thôi thì cái gì, cái kiến thức hay là bất cứ một cái gì nó ở trong đầu, nhưng mà có những cái lúc mà cần lôi ra đâu có lôi được đâu. Nó là như vậy đấy, cứ tưởng là cái suy nghĩ, cái kiến thức hay là tất cả những cái gì mình học hỏi nó sẽ nằm ở trong đầu, nó sẽ xếp ở trong một cái đoạn nào đó. Nhưng mà đúng là không có cái gì là của mình, chả có cái gì là của mình đấy. Nếu nó là của mình, nhiều khi mình cái lúc có như vậy mà mình muốn lôi ra thì nó phải ra chứ, đúng không? Hay có những lúc cũng bí từ, có lúc mà nói mà cũng chả biết là diễn tả nó kiểu gì, mà đôi khi có những cái từ mà rất phổ thông, rất bình thường, mà đến khi mà nói cũng chả biết diễn tả cái kiểu gì, nó bí thư, đúng không? Các bạn cứ để đi, nó là như vậy đấy. Thế tóm lại là như thế này này, nói chung là thế này này, cái cuộc sống này cái gì của mình cứ tưởng là của mình, nhưng mà thực ra nó đâu phải của mình đâu. Từ cái ý nghĩ, từ cái thân thể, từ tất tất cả cả chả có cái gì của mình phải điều khiển, mình phải nắm bắt đường này, nó cứ tự ý chúng nó làm, thân thể mình nó cũng tự ý chúng nó làm, tự nó lớn ra, tự nó già đi. Cái suy nghĩ tự đến tự đi, cái vui buồn thì nó cứ bất chợt, lúc thì vui lúc thì buồn, lúc nhớ lúc quên, đùa các kiểu. Quay trở lại nhé, quay trở lại là thế này này, cái tựa đề của cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến quý vị cùng các bạn về cái đặc điểm nha, về cái đặc điểm của cái người sống tốt, cái đặc điểm của cái người có vận mệnh tốt, một vài cái đặc điểm, một vài nét tướng. Cái video này là mình dành cho cả nam lẫn nữ. Các bạn xem xong cái video này là các bạn tự, có thể là các bạn xem cho chính bản thân mình, sau đó các bạn có thể là các bạn để ý những người xung quanh, là các bạn sẽ biết, biết phần nào. Các bạn chú ý đón xem.
Bây giờ chúng ta cứ hiểu với nhau một cái điều là như này nhé. Chúng ta cứ hiểu với nhau một cái điều là như thế này này. Thường thường ấy, thường thường là những cái người mà người ta có cái vận mệnh tốt ấy, rõ ràng một cái điều là trong cuộc sống người ta ấy, có nhiều cái niềm vui, đúng không? Có nhiều những cái sự mà dễ chịu. Người ta có được nhiều cái cảm giác mà hài lòng trong cuộc sống, đúng không? Các bạn cứ để đi. Mà thường thường là những người mà có cái vận mệnh tốt ấy, họ có nhiều những cảm giác hài lòng thì đương nhiên nhìn cái khuôn mặt của họ lúc nào nó cũng kiểu như là nó vui vẻ, nó lạc quan. Cái thần thái của họ nhìn nó tươi tắn, đúng không? Các bạn cứ để đi, nhìn nó sáng sủa, nhìn nó tươi tắn, nhìn hồn nhiên, nhìn vui tươi. Đấy là những người có vận mệnh tốt, đấy là những người có vận số tốt, đúng không? Các bạn cứ để đi. Còn rõ ràng là bây giờ là như thế này. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nhìn những cái người nào là những cái người mà kiểu như là người ta kém may mắn ý. Các bạn cứ để ý, những người kém may mắn thì trên cái khuôn mặt của người ta nó có cái gì nó buồn, đúng không? Nó buồn, nó cơ cực. Ừ, xong rồi nó có một cái gì mà nó người ta kiểu như là thấy người ta không được vui. Cái người mà người ta càng không vui, càng ít nụ cười, càng buồn, càng kiểu như là ủ rũ, ỉu xìu ấy, thì cái người đó là những người cái vận mệnh chưa được tốt. Nó có nhiều lý do, đúng không? Nó có nhiều lý do. Cũng có thể là sức khỏe bên trong người ta nó có vấn đề. Cũng có thể là cái hoàn cảnh, cái cuộc sống người ta nó có vấn đề, đúng không? Nhiều áp lực công việc, gia đình này này nọ nọ, hay là những cái mối quan hệ thì đủ các kiểu. Và cũng có thể là người ta nghĩ một vấn đề gì đó nó đang chăn trở mà người ta không nghĩ tới, không nghĩ ra được. Và cũng có thể là trong cuộc sống là cái nhìn của người ta ấy, cái nhìn, cái nhận, cái biết, cái thấy của người ta nó chưa được thấu, đúng không? Hay là người ta đang có những cái mà người ta không quên được. Rõ ràng những cái người mà mặt tươi mặt héo là những cái người mà có cái vận mệnh chưa được tốt, đúng không? Các bạn cứ để đi, dứt khoát một cái điều là như vậy, đúng không nào? Và mình nói là như thế này để thường thường là những cái người ấy, khi mà cái vận mệnh người ta chưa được tốt, cái tâm người ta nó nặng trĩu, cái khuôn mặt người ta nó ủ rũ, nó buồn, nó uể oải, nó chán nản, nó không có cái sức phấn đấu, cái nụ cười dường như là không có, thì thường thường cái đó nó ảnh hưởng đến cái gì? Ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái tâm trạng nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà khi cái sức khỏe đã bị ảnh hưởng thì cái gì chúng ta dễ nhìn thấy? Da rẻ, đúng không? Da rẻ, nước da. Cái người mà sức khỏe kém thì da rẻ nó tối, nó sạm. Các bạn để ý đi, đúng không? Sức khỏe kém thì chắc chắn là da rẻ nó phải kém rồi. Xem nhân tướng chúng ta hiểu, nhìn cái sắc là chúng ta biết rồi. Gì nữa, sức khỏe kém là nhìn cái gì nữa? Nhìn cái cốt cách người ta nó không được vững, đúng không? Cốt cách người ta nó không được vững, nó không được mạnh. Cái lời ăn tiếng nói người ta nó cũng không được mạnh. Cái ánh mắt của người ta nó yếu ớt, người ta nhìn không được lâu, nhìn không được sáng, đúng không? Các bạn cứ để đi, uể oải, mệt mỏi, từ thần, từ sắc, từ khí là đều kém, đúng không? Thì suy ra những cái người như vậy là những cái người mà cái vận mệnh, cái vận số người ta chưa được tốt. Đấy, các bạn thấy nó dễ nhìn không? Đúng không? Cái điều đó nó chỉ là cái cơ bản.
khi chúng ta nhìn một người, chúng ta nhìn cái điều đó, nó là cái cơ bản. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là như thế này. Cái quan trọng là vì đâu? Cái quan trọng là chúng ta phải nhìn là vì đâu mà một người, người ta có cái vận số người ta tốt. Và vì đâu một người mà người ta có cái vận số, cái vận mệnh người ta nó chưa tốt. Đấy, cái quan trọng là chúng ta phải hiểu được là cái vì đâu. Mình nói các bạn là như này này, mình nói quý vị là như này này. Cái học nó là một cái chuyện, mà cái hiểu nó lại là một cái chuyện. Có nhiều người, người ta học nhiều lắm nhưng người ta không hiểu. Người ta học rõ ràng là người ta học, người ta biết là 1 cộng 1 bằng 2. Nhưng mà người ta không biết tại sao lại 1 lại cộng 1 lại bằng 2. Nghĩa là người ta biết cái đáp số nhưng mà người ta không biết tại sao nó lại ra cái đáp số đó. Một cái gì mà cộng một cái gì bằng 2 mà bằng 2 cái gì. Người ta không bao giờ người ta đảo, người ta không bao giờ người ta đặt câu hỏi. Lộn đi lộn lại, ngược đi ngược lại. Thế bây giờ mình hỏi các bạn là một quả bóng cộng một quả bóng, ok thì nó bằng 2. Thế bây giờ một quả bóng cộng với một cái ô tô nó bằng cái gì? Hay là một quả bóng nó cộng với một chùm bóng, một quả bóng bay nó cộng một chùm bóng bay thì nó bằng cái gì? Ví dụ là như vậy. Thế thì trong cái cuộc sống nó cũng là như vậy. Nhiều khi ở đời nó là như vậy đấy. Cái áp dụng giữa cái kiến thức, giữa cái lý thuyết và cái thực hành, cái kiến thức và những cái việc làm, cái hành động, nó không giống nhau. Nó không giống nhau. Đi vào cái thực tế nó khác. Đi vào cái thực tế nó khác. Cái đúng và cái sai nhiều khi nó phải nằm ở trong cái ngữ cảnh. Cái đúng cái sai nó phải nằm ở trong từng cái hoàn cảnh, từ cái ngữ cảnh, từng việc, từng người, từng cái góc độ, từng cái suy nghĩ có trùng nhau, có giống nhau, có trùng cái tần số này này nọ nọ. Nói chung là rất nhiều, đúng không? Các bạn cứ để ý rất nhiều. Thế nên cũng có rất là nhiều những cái người mà người ta rất nhiều, hiểu nhiều cái kiến thức, người ta biết nhiều, nhưng mà đôi khi người ta chưa áp dụng được vào cái bản thân. Chưa áp dụng được vào cái bản thân. Thế nên đôi khi người ta bị mất niềm tin. Người ta mất niềm tin. Người ta tưởng là người ta giỏi, tưởng là người ta biết, nhưng cuối cùng người ta vẫn không thể áp dụng được vào cái bản thân. Và nhiều khi có những cái người như vậy, người ta cũng là, người ta vẫn là những cái người mà kiểu như là cái vận mệnh, cái vận số người ta nó cũng chưa được tốt. Các bạn cứ để ý. Bằng chứng là rất nhiều người tưởng chừng như là thế này thế kia, nhưng mà cuối cùng ý, vẫn cứ bị gặp những cái tai họa, vẫn bị gặp những cái rủi ro, gặp những cái không may mắn. Thì rõ ràng là những cái người, cho dù họ là cái người như nào, nhưng mà khi họ mà gặp cái tai họa, gặp cái rủi ro, gặp cái không may mắn, thì đương nhiên là cái vận mệnh, cái vận số của họ nó chưa tốt, đúng không? Các bạn cứ để đi. Nhưng mà còn ngược lại là những cái người ấy, nhìn người ta rất là bình thường, chân chất giản dị này này nọ nọ, đúng không? Hiền lành tử tế đủ các kiểu, nhiều khi chịu thua chịu thiệt, chăm chỉ thế này thế kia, nhưng mà họ vẫn là cái người vui vẻ khỏe mạnh, sống an vui, sống vui sống khỏe sống thọ đến hết cái cuộc đời. Cái cuộc đời nó trôi đi rất là êm, đúng không? Nó rất là êm. Cái người đó là cái người có vận mệnh tốt. Cái người đó là cái người có vận số tốt. Đấy, thôi được rồi. Mình nói qua một chút như vậy. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái chi tiết để chúng ta nắm nhỉ, để chúng ta nắm. Đây là những cái mình học hỏi, mình cóp nhặt những cái kiến thức, mình thấy có cái gì nó hay hay mình chia sẻ với các bạn. Thì các bạn có cái gì các bạn cứ đóng góp cho mình. Bởi vì mình biết là khán giả của kênh các bạn là những người, các bạn có nhiều những cái lĩnh vực mà rất là giỏi. Rất giỏi, mỗi bạn lĩnh vực mà cái lĩnh vực của bạn ấy thì cũng rất là giỏi. Nhiều khi có thể là mình khi mình chia sẻ có cái gì nó như thế nào thì các bạn cứ đóng góp ý kiến cho mình. Mình rất là vui. Cái đầu tiên là như này nhá. Cái đầu tiên, chúng ta phải nhìn ra một cái người, người ta sống tốt.
chúng ta phải nhìn ra một cái người người ta sống tốt. Bởi vì cái thực tế cho thấy, khi mình quan sát mình để ý, cái thực tế cho thấy là những cái người người ta sống tốt, thường thường người ta đều là những người người ta có vận mệnh tốt. Những người người ta sống tốt thường thường là người ta có những người bạn rất tốt. Những người người ta sống tốt, người ta ở cái môi trường nào ấy, người ta làm việc trong môi trường nào ấy, những cái đồng nghiệp của người ta ấy, của họ ấy, đối xử với họ rất tốt. Cái người sếp đối xử với họ tốt, bạn bè, đồng nghiệp, hay là kể họ đang có một cái chức vụ gì mà những cái người cấp dưới cũng đối xử với họ rất tốt. Và từ đó họ là cái người hay gặp nhiều cái thuận lợi trong cuộc sống. Vậy thì chúng ta phải nhìn ra một cái người người ta sống tốt, đúng không nào? Chúng ta phải nhìn ra một cái người sống tốt là chúng ta biết những cái người này họ sẽ là những người có vận mệnh tốt. Vậy thì người sống tốt họ là người như thế nào? Người sống tốt họ là người như nào? Cái đầu tiên nói luôn, cái người sống tốt là cái người sống họ biết chịu thiệt, họ biết hy sinh, biết chịu thiệt, không tính toán. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ nhất để chúng ta nhìn ra cái người nào là cái người người ta biết chịu thiệt, người ta biết hy sinh. Mình nói nhiều khi mình nói các bạn là như này này, các bạn cứ để ý. Bây giờ đi ra ngoài đường, đi trên đường, đi ra ngoài đường, thấy có một cái gì kiểu như là rác riếc, nó chướng tai gai mắt, nó ở giữa đường thế này thế kia, mọi người nhiều khi là vội vàng quá, vội quá, bận quá, mọi người cứ đi qua. Nhưng mà cái người nào mà người ta đi trên đường, người ta thấy có những cái chướng ngại vật như thế mà người ta đỗ xe, người ta dừng xe lại, người ta từ từ người ta xếp gọn vào, người ta cho vào cái chỗ đúng nơi quy định rác hay là như thế nào đó, hay người ta để gọn gàng để cho mọi người đi, thì đương nhiên là cái người đó sẽ là cái người tốt rồi. Đương nhiên có những cái như vậy, đương nhiên, đúng không? Các bạn cứ để đi. Hay là kể cả là như mình đã nhiều khi nó có những cái đang đi đường có những cái hố này hố kia mà người ta thấy nguy hiểm, nhiều khi người ta cũng dừng lại, người ta xem thế nào để người ta cảnh báo trước khi mà có cái cơ quan chức năng mà đến mà xử lý những cái tình huống như vậy, người ta có cái biện pháp, người ta cảnh báo cho mọi người, trong khi người ta cũng bận một sự chứ, người ta cũng có công việc người ta chứ, mà người ta thôi thì người ta cứ đi qua là xong chứ có gì. Nhưng người ta là những người người ta đỗ lại, người ta nhiệt tình, đúng không? Từ đó suy ra là như này, là trong cuộc sống của chúng ta này, bây giờ nhá, một nhóm bạn đi chơi với nhau, đi ăn đi uống thế này thế kia, cái người nào là cái người biết quan tâm, biết quan sát đến người này người nọ, hỏi từng người là ăn gì uống gì, thích cái gì, gắp cái gì, hay là như thế nào, người ta để ý trước khi ăn, người ta gắp, người ta mời mọi người ấy thế này thế nọ, người ta hỏi, người ta biết quan tâm, đấy là cái người tốt đấy, gì nữa, cái người biết chịu thiệt, biết quan tâm. Mình nói mỗi lần hỏi như thế cũng mệt đấy chứ, như vậy không mệt đâu, bạn cứ để ý đi. Bây giờ ngồi với một nhóm bạn bè đông, nhiều khi bạn cứ hỏi từng người, bạn hỏi bạn thích ăn gì ấy, bạn thích uống gì ấy, như thế nào, cứ hỏi lần lượt lãng mệt đi. Xong rồi nhiều khi người ta biết quan tâm, người ta nhìn người này người kia mà thấy có vẻ là không vui thì người ta, gì mà không vui thế, là thế này thế nọ, đại loại là những người biết quan tâm người khác, đúng không? Các bạn cứ để ý, đấy đều là cái người tốt ấy. Còn cái người không tốt thì người ta nhiều khi nói không tốt thì cũng chưa đúng, nhưng mà nói tóm lại là hôm nay mình chỉ chia sẻ những cái người tốt là chính thôi. Cái người tốt là chính. Còn rõ ràng các bạn biết là trong cuộc sống đi ăn, đi chơi, đi vui, hay là ngồi đông thế này kia, mà cái người người ta ích kỷ là các bạn biết. Người ta ích kỷ ngay thể hiện trên cái bàn ăn thôi. Ăn uống thì chả nhìn ai, chả nhìn trước, chả nhìn sau, chả mời ai, chả thế này thế kia. Xong rồi cái đĩa thức ăn cứ cái gì mà mình thích thì nhìn, nhiều khi là cứ to ngon nhất là mình gắp đầu tiên, không thì nhiều khi còn đảo còn bới, còn tìm ra những cái thứ mà nó ngon nhất để ăn, để cho tọt mồm ăn, thì ăn nhồm ăn nhoàm, ăn không để ý đến ai, chẳng hạn là như vậy. Thì chúng ta biết ngay đây là cái người ích kỷ, đúng không? Đấy là cái người chưa phải là cái người biết hy sinh, biết nhường nhịn. Mà những cái người đó ấy, nhiều khi bạn có bị làm sao, có khi đôi khi người ta lờ đi,
cái người mà chỉ nghĩ cho mình ý, thì là cái người ý, người ta sợ thiệt. Cái đầu tiên là người ta sợ thiệt, cái thứ hai người ta là những cái người, người ta thiền cận, người ta thiền cận, cái trí tuệ người ta nó thấp, nó kém, cái tầm nhìn người ta nó kém, người ta không nhìn sâu nhìn xa, người ta nghĩ cho mình, ích kỷ mà. Nhưng mà nếu như một cái người nào mà người ta là những người, người ta sống tốt, sống tử tế, sống cho đi, công hiến, sống chịu thiệt, thì mình hỏi các bạn nhé, những cái người đó ấy, sau này họ có bất cứ một cái việc gì, cuộc đời cuộc sống ai nói trước được, đúng không? Sau này họ có cái việc gì thì chắc chắn là họ sẽ là những cái người được nhiều người giúp đỡ. Họ sẽ là những người mà họ có nhiều những cái, người ta gọi là nhiều những cái mối quan hệ chất lượng. Mọi người là sẵn lòng là giúp đỡ họ. Đúng không? Các bạn cứ để đi. Nó là như vậy đấy. Đấy, thế các bạn cứ quan sát nhé. Các bạn cứ quan sát chính bản thân các bạn đi. Các bạn cứ quan sát chính bản thân các bạn. Các bạn xem các bạn là cái người có nhiệt tình, có giúp đỡ, có thế này thế kia, có chịu thiệt. Có này này nọ nọ hay không, các bạn cứ để ý. Rồi để ý các bạn bè, những cái mối quan hệ xung quanh hay là trong gia đình của mình, thế các bạn cứ để ý cha mẹ con cái, anh chị em, vợ chồng này này nọ nọ, các bạn cứ để ý những cái người thân nhất trong gia đình mình, cứ cái người nào thế này thế kia, người ta, mình nói à, ở đời không bao giờ cái gì, không bao giờ cái gì mất đi. Bạn cứ làm bất cứ cái gì tốt, không bao giờ có gì mất đi. Nhưng bạn là cái người mà bạn chỉ nghĩ cho bạn ý, thì bạn sẽ là cái người sau này bạn rất là thiệt. Nó hình thành vào cái thói quen, vào cái tính cách, mà rồi là cái tính xấu, nó thành cái nghiệp. Cái nghiệp tham lam ích kỷ sau này không ai ưa. Nhiều khi sau này bạn có già, bạn yếu đi thế này thế nọ, mà bạn bất lực đi một tí thế này thế nọ, thì bao nhiêu những cái, người ta gọi là những cái gì bạn gieo ấy, nhiều khi bạn phải nhận lại. Nó là như vậy đấy. Bạn cái đấy. Còn ngược lại là nếu như bạn là cái người bạn sống, bạn khi mà bạn đang còn trẻ, còn khỏe này này nọ nọ, bạn là những cái người bạn nhiệt tình, bạn tử tế, bạn biết lo lắng cho người này người kia, mình đảm bảo với bạn sau này bạn có tuổi, bạn già ấy, bạn an vui, bạn an vui, bạn nhẹ tênh, cuộc sống bạn sướng. Mà bạn cứ tốt đi, tự dưng ở trong bạn nó có một cái gì nó vui vẻ, nó phân chấn. Các bạn cứ để đi, các bạn cứ để những cái người xung quanh các bạn đi. Mà các bạn để ý chính bản thân mình khi mình làm những cái việc gì mà mình làm cái việc gì tốt thì tự dưng trong lòng thấy vui. Các bạn cứ để đi. Mà khi trong lòng thấy vui thì rõ ràng một cái điều khỏe, đúng không? Cảm thấy nó có cái sức sống, nó có cái gì nó khỏe mạnh, cái cơ thể nó khỏe mạnh, nó có sức sống, tích cực. Chứ còn bây giờ mà chúng ta mà làm cái gì, mình nói nhiều khi chúng ta ích kỷ một tí, chúng ta làm sai cái gì một tí, thế này thế kia, nhiều khi chúng ta cảm thấy là ở trong chúng ta nó có một cái gì nó không phải, xong rồi nó dằn vặt, nó day dứt, nó suy nghĩ này suy nghĩ nọ. Các bạn cứ để đi, làm bất cứ một cái việc gì mà sai, mà thế này thế nọ, tham một chút, thế này thế kia, lừa dối một chút, nói dối một chút, qua mặt người này người kia một chút, vì những cái lợi, cái nhỏ, cái nhặt mà tự mình làm cho mình kiểu dối trá đi một chút, tự dưng sau đó cảm thấy nó cứ hèn hèn kiểu gì, nó cứ day dứt, nó khó chịu. Các bạn cứ để ý, đúng không? Ích kỷ một chút, này này nọ nọ một chút, tự dưng nó cảm thấy thế đấy. Ai cũng thế thôi, đúng không? Các bạn cứ để đi. Mà khi mà cảm thấy nó khó chịu, nó day dứt thế này thế kia, tự dưng nhìn soi gương, lấy cái gương ra soi, soi thấy mặt mũi mình nó xấu hẳn đi, nhìn nó nhỏ nhen hẳn đi, đúng không? Nhìn nó hèn hèn. Các bạn cứ để đi,
nó là như vậy đấy. Chính vì như vậy mà khi mà chúng ta hiểu được cái điều như vậy, chúng ta sẽ là những cái người chúng ta phải rút kinh nghiệm, đúng không? Ai thế thôi, ai phải có những cái sai thì người ta mới rút kinh nghiệm thì mới tốt lên được. Chứ còn không sai làm sao mà không trải qua, nhiều khi không trải qua thì khó mà nhận thức được sâu sắc vấn đề. Đấy, cái điểm đầu tiên các bạn cứ để cho mình cái điểm đó nhá. Cứ đi ra ngoài hay là như thế nào tự để ý đi, xem là những cái người nào là những người như thế thì chắc chắn người đó phần nào nói lên đấy là cái người tốt, đấy là cái người tốt, người ta sống tốt, và tương lai người ta sẽ là những người có cái vận mệnh tốt. Một cái điểm thứ hai các bạn để ý cho mình, cái điểm này là không thể thiếu được nhá, một cái người mà người ta sống tốt ấy, người ta sẽ là cái người rất kiên nhẫn, nhẫn nại, không bao giờ vội vàng. Người ta là cái người nhẫn nại, người ta bền bỉ, người ta chăm chỉ, người ta nhẫn nại, kiên trì, kiên nhẫn. Đấy là người sống tốt. Bạn cứ để ý, đấy là cái người kiểu như là những cái người mà kiên nhẫn mà nhẫn nại, họ đều là những người có trách nhiệm. Cái người chăm chỉ, nhẫn nại, kiên trì, họ đều là cái người có trách nhiệm. Mà rõ ràng những cái người có trách nhiệm ấy, họ đều là người có đạo đức. Bạn cứ nhớ, các bạn cứ để ý. Mà thường thường những cái người có trách nhiệm ấy, cái cuộc sống của người ta ấy, nó có uy tín. Người ta được mọi người tôn trọng, mà từ xưa tới giờ những người thành công người ta đều là những người có trách nhiệm. Thì cái người mà có chức vụ, có địa vị, có một cái gì đó, có một uy tín gì đó, có tiếng nói, họ đều là những người có trách nhiệm. Và những cái người tốt người ta cũng là người có trách nhiệm. Những người bác sĩ giỏi, tốt đều là những người có trách nhiệm, đều là những người nhẫn nại, kiên nhẫn, kiên trì. Chứ không phải là gặp những cái ca bệnh nào mà khó khăn là bắt đầu đùn đẩy, bắt đầu thế này thế kia, bắt đầu chạy theo con số, chạy theo tiền bạc này này nọ nọ. Cái người có trách nhiệm đều là người tốt. Cái người có trách nhiệm họ làm cái gì, họ làm đến nơi đến chốn, họ làm cẩn thận. Chứ còn những cái người mà người ta vô trách nhiệm, ẩu, cứ nghĩ đến cái việc của mình thôi, ẩu, không biết hy sinh, không biết chịu khó, không biết nhẫn nại, qua qua quýt quýt. Bạn biết là những người vô trách nhiệm là những cái người mình nói có nhiều trường hợp để lại những cái hậu quả do vô trách nhiệm lớn lắm. Nó lớn lắm, những người vô trách nhiệm để lại hậu quả lớn lắm. Càng là những người mà có trọng trách, mà càng là những người người ta có được những cái địa vị nó lớn thì càng phải là những người đòi hỏi cái trách nhiệm lớn. Cái trách nhiệm người ta nó lớn. Thì mới tốt được. Thế nên bạn cứ để ý là những cái người người ta có chức vụ lớn ấy, người ta toàn là những cái người mà được coi như là cân nhắc kỹ lắm ấy chứ. Cân nhắc kỹ lắm. Phải có trách nhiệm lớn thì mới có cái, phải có trách nhiệm, người có trách nhiệm nhiều, biết nói thế nào nhỉ? Nói tóm lại là cái trách nhiệm phải cao thì mới đảm nhiệm được những cái vị trí. Không vô trách nhiệm một cái quyết định cái này cái kia, mà vô trách nhiệm có phải là ảnh hưởng đến không những ảnh hưởng đến còn ảnh hưởng đến cả cái tập thể, nguy hiểm chứ.
bạn cứ để đi. Bây giờ bạn là cái người bình thường, bạn vô trách nhiệm thì ảnh hưởng đến bản thân bạn thôi. Bây giờ bạn là giám đốc, bạn vô trách nhiệm ảnh hưởng cả công ty, cả bạn, cả nhân viên của bạn, ảnh hưởng hết. Hay là bạn là chủ một cái gia đình, bạn vô trách nhiệm là ảnh hưởng cả vợ chồng con cái bạn, người thân trong gia đình bạn, vô trách nhiệm. Đúng không? Các bạn cứ để đi. Mình nói đơn giản, bạn là cái người chắn tàu ấy, bạn là cái người rất có trách nhiệm thì an toàn. Nhưng bạn chỉ cần có một cái lúc nào đó bạn ngủ quên hay là bạn thiếu trách nhiệm một tí là nguy hiểm liền, rình rập nguy hiểm liền ấy. Đúng không? Hay bạn làm ở trong cái nhà máy thế này thế kia, bạn ơi, từ cái vấn đề mà điện đóm này này nọ nọ, củi lửa này này nọ nọ, mình nói là bạn mà không có trách nhiệm mà nhiều khi nó xảy ra những cái gì nó hậu quả nó lớn. Mà thường mình nói các bạn là như này, là những cái người vô trách nhiệm ấy, kể cả là trong cái vấn đề tiền bạc tiền tình hay bất kể một gì, nếu vô trách nhiệm ấy đều để lại cái hậu quả rất là lớn. Trong tình yêu tình duyên, vậy bạn là đàn ông, nói bạn là đàn ông đi, bạn cứ đi, bạn cứ gặp cô này cô kia gì, bạn thì có vợ rồi, có cái này cái kia rồi, bạn gặp bất cứ cô nào bạn kêu là anh là cái người anh chưa vợ đâu, anh là đang thế này thế kia, xong bắt đầu bạn nói ra những cái lời hứa hứa hẹn hẹn yêu yêu đương đương vớ va vớ vẩn để bạn quan hệ với người ta, để bạn đưa người ta đi đi đây đi kia, đi khách sạn, đưa đi nhà nghỉ, đưa đi chén. Thế là xong, đến lúc mà bình thường thì không sao, đến lúc người ta có cái gì cái bạn rũ bỏ bạn lại thôi, người ta lại có bầu có bí chẳng hạn, đúng không? Hay là kể cả bây giờ mình nói là bạn là cái người phụ nữ, bạn đến với một cái người đàn ông nào đó mà người ta là những người, bạn thấy người ta là những người, người ta có tiền, thấy người ta là những người, người ta thật thà, người ta cũng tốt bụng, mà người ta có gia đình rồi, biết người ta có gia đình rồi, thế mà bạn vẫn cứ cố tình bạn lân la, bạn câu kéo bạn này này nọ nọ, bạn gạ gạ gẫm gẫm thì bạn gài bẫy người ta đủ cái kiểu, bạn bòn mót rồi bạn đủ. Nói chung là nhiều khi mình nói cái kiểu như vậy đều là những cái kiểu mà nói gì thì nói, không có trách nhiệm với cái cuộc đời của mình, cái nhân cách của mình với cả mọi người luôn, chỉ là ích kỷ. Đấy đều là những người thiếu trách nhiệm. Mà những cái người thiếu trách nhiệm như vậy thì nói thật là cái cuộc sống của họ nhiều khi nó, cái số họ nó chưa được may, chưa được may mắn. Thế nên các bạn cứ nhớ là thế này, là những cái người mà người ta sống muốn nói gì thì nói nha, muốn nói gì thì nói. Nếu như ấy, cái người đã là cái người tốt thật sự ấy, người ta đều là những cái người mà người ta có nhiều những cái, nhiều cái may mắn, họ đều là những người có nhiều may mắn. Còn dĩ nhiên là mình nói các bạn là như này này, ai cũng vậy thôi, ai cũng không phải là cái gì nó hoàn hảo được. Dĩ nhiên là khi mà mình chưa hiểu thì thôi, khi mình hiểu rồi ý, thì mình cứ sửa sửa, mình sửa mình lên tí, mỗi ngày sửa lên tí, sửa cho nó tốt hơn, cho tốt hơn, cho tốt lên. Vấn đề gì, cái quan trọng là mình chưa biết thì thôi, mình cứ là cái người mình làm nhiều những cái điều mà nó chưa đúng chưa được. Nhưng mà khi mình biết rồi, à hóa ra là những cái điều đó, những cái điều đó, những cái đó, những cái đó nó làm cho mình nó kém cái phước đi chẳng hạn, đúng không? Đấy là những cái điều mà chưa được tốt, nó chỉ là những cái ích kỷ cho mình, những cái này cái nọ, thì thôi mình sửa, biết là sửa. Còn không biết nhiều khi là cũng khó mà trách, không biết thì do là không được dạy chứ có cái gì đâu, hay là chưa tìm hiểu hay thế này thế kia, đúng không? Nhưng mà còn biết rồi mà cố tình mà làm sai thì tự bạn biết đấy. Mình nói những cái người mà kiểu những cái người mà biết rồi ấy, mà cố tình làm sai ấy, thì nhiều khi cái mình nói nhiều khi cái hậu quả nó đến nó nặng hơn, nó nặng hơn bình thường. Có rất nhiều người rất hiểu rất biết thế này thế kia, nhưng mà người ta biến chất, người ta biến chất, không phải là người ta không biết mà người ta biết mười mười, nhưng người ta biến chất, người ta làm sai ấy, thì rõ ràng là cái hậu quả đấy nó nặng nề nhiều đấy, nhiều đấy, đến nặng nề đấy, đúng không? Các bạn cứ để đi. Đấy, thế nên nha, tóm lại là như này này, cái điểm thứ hai là các bạn để ý cho mình những cái người tốt, họ đều là những người họ rất có trách nhiệm, rất kiên nhẫn nha, họ là những người
họ là người chăm đấy, họ làm cái gì họ chăm, họ kiên nhẫn kiên trì và họ là những người có trách nhiệm. Họ có sự nhẫn nại, không ngầu, không vô trách nhiệm đâu. Những cái người như vậy là những người có thể là những người đáng tin. Đúng không? Các bạn cứ để đi. Còn bạn nào nha, trong cuộc sống bạn nào mà cứ kiểu như là làm cái gì nó cứ kiểu ẩu ấy nha, làm cái kiểu vô trách nhiệm, làm cho qua quýt, làm cho cái kiểu xong ấy, thì bạn bạn tự biết nha, bạn sẽ là những người cuộc sống bạn ấy nó cứ chật vật, nó cứ lẹt đẹt, bạn không có uy tín. Nếu bạn là cái người bạn lúc nào trong cái tình trạng mà kiểu thiếu trách nhiệm, vô trách nhiệm, ẩu ấy, đi đến đâu làm cho ai, làm cho người này người kia, làm ở công ty này công ty nọ thì phải coi coi công ty người ta cũng như là làm việc cho người ta cũng như là làm việc cho mình ấy, làm việc ở đâu cũng coi như là làm cho mình ấy, làm cho chính bản thân mình ấy, gắn bó tốt. Tốt với người thì người mới tốt với mình, tốt công ty tốt thì mình mới tốt. Chứ đừng có cái chuyện mà cứ cứ thế này thế kia, cứ ẩu, cứ vô trách nhiệm, rồi đến lúc mà cái tập thể phải chịu, phải hứng chịu những cái việc làm vô trách nhiệm của mình. Còn bản thân mình thì cứ biết cái bản thân mình cái đã. Cái người mà cứ chỉ biết mình như vậy thôi thì đi đến đâu người ta cũng coi thường. Đi đâu người ta cũng coi thường, làm đâu người ta cũng coi thường. Mà coi thường làm sao mà ngóc đầu lên được. Bạn để đi, nếu mà bạn là cái người bạn sống bạn kiểu như là vô trách nhiệm, bạn ích kỷ như vậy, không cần biết là cái tập thể, không cần biết là người khác, người ta như thế nào, rồi hơi tí là xong lại phủi tay. Xong rồi chưa kể là bị cái lỗi này lỗi kia, còn không nhận, còn đổ cho người này người kia, như thế thì đời nó cơ cực lắm nha. Như thế là cơ cực lắm, như thế là vất vả lắm. Mà nhiều khi không may mắn đâu, những cái người mình nói các bạn cứ nhớ là thế này này, các bạn hãy nhớ là thế này này, có một cái điều là bất di bất dịch là như này này, chúng ta cứ làm cái việc gì nó tốt ý thì tự dưng cái phúc của chúng ta ấy nó cứ tăng lên, nó cứ tăng lên. Mà chẳng may ý, chúng ta mà gặp những cái chuyện gì nó không may mắn ý, thì lập tức như kiểu có một gì ý, nó hóa giải, nó cứ vô hình, nó cứ đăng từ cái không may mắn lớn nó thành ra nhỏ 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 rồi lại biến biến mất, lại không có. Người ta gọi là cái gì, gặp gặp hung hóa cát. Bạn cứ để đi, cứ tự dưng là như thế, tự dưng là đỡ rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà chúng ta là những cái người chúng ta cứ sống theo cái kiểu như là làm cái gì mà nó sai trái, các bạn cứ nhớ thì lập tức là kiểu gì cũng có cái gì nó không may mắn nó đến với chúng ta. Và nhiều khi có những cái nó bé tí nó thành ra cái lớn, nó đang từ cái bé nó xé ra cái to, gặp họa đấy, đúng không? Các bạn cứ để đi. Thế nên muốn nói gì thì nói, làm bất cứ cái gì, cố gắng, không biết thì thôi, nhưng khi biết rồi thì cứ thay đổi, chỉnh sửa mỗi ngày nó tốt lên tí, tìm ra cái gì mà nó chưa được của bản thân đi, thì sửa sửa mình mỗi ngày, sửa mình lên một tí, từ đó nhiều cái phúc nó lên. Cái phúc nó lên thì may mắn nó có, cuộc sống nó ok, sau này kể cả là về già vẫn ok. Đấy, các bạn để ý cho mình cái điểm đó. Còn một cái điểm này nữa này, còn một cái điểm này nữa mà chúng ta rất dễ nhận ra,
rất dễ nhận ra. Bây giờ nha, bây giờ mình nói các bạn là như này, các bạn để ý với mình nha. Những cái người nào là những cái người tốt ấy, bạn sẽ thấy ở họ là không bao giờ họ hơn thua với một ai, không bao giờ tỏ ra là hơn hay là muốn ai thua mình hay là muốn thắng người ta này này nọ nọ, không tham lam tranh giành, không đố kỵ, không này này nọ nọ, không tỏ ra hơn thua, không phân biệt. Các bạn cứ để ý những cái người tốt ấy. Mà thừa nhá, mình nói quý vị, mình nói các bạn là như như này này, cái người mà không tranh ý, đôi khi người ta tự tự người ta thắng, không cần tranh nhưng mà tự người ta có, không cầu nhưng mà tự có, không muốn nhưng vẫn tự có, vẫn có được, vẫn đạt được. Thường là như vậy, bạn không tìm nhưng mà tự dưng bạn thấy, bạn không muốn nhưng tự dưng bạn được. Ở đời có nhiều người lạ lắm, nhưng mà có những cái người cứ thích hơn thích thua, cứ tranh cứ giành lại không được một cái gì. Mà thường những cái người mình thường là những người kém tài ấy, thì người ta lại hay thích tranh giành. Cái người kém tài thì thích tranh giành, còn cái người mà có kém kém trí tuệ thì lại cứ tỏ ra là ta đây, tỏ ra là hơn thua. Cái người nghèo không có tiền cứ tỏ ra là có tiền, tỏ ra là giàu. Cái người mà chưa đẹp thì cứ tỏ ra là mình là đẹp. Thường thường là như vậy, các bạn cứ để đi. Kiểu như là người ta mặc cảm. Cái người kiểu mặc cảm. Mặc cảm. Nói chung là cái trò đời, cái gì mà cứ tỏ ra cái gì là thường thường là kiểu không có cái gì thì lại hay cứ thích tỏ ra cái đó. Đúng không? Các bạn cứ để đi. Cứ để đi. Thế nên ý, những cái người nào mà người ta cứ thích hơn thua, cứ thích tranh giành thì thực ra là những cái người đó là những người kiểu như là cái tâm của người ta ấy. Cái tâm người ta nó không rộng, cái tâm người ta nó bị hẹp hòi, cái tâm người ta nó bị đố kỵ, cái tâm người ta nó ganh đua, nó ganh tị, nó đố kỵ. Mà cái người mà có cái tâm mà đố kỵ hẹp hòi là cái người người ta sẵn sàng người ta làm những cái điều mà không tốt. Bạn hãy nhớ đấy, từ xưa tới giờ những cái người mà cái tâm lượng người ta nó hẹp ấy, thì người ta luôn luôn là người ta sẵn sàng người ta làm bất cứ một cái điều gì để mà đạt được cái này, để mà đạt được cái kia, để mà chơi xấu đối thủ, để mà hãm hại, để mà thế này thế nọ, người ta sẵn sàng nha. Còn những cái người mà cái tâm lượng người ta lớn ấy, người ta nhiều khi người ta không, nghĩa là người ta không hơn thua, không tranh giành nha, mà người ta thấy người này người kia tốt, người ta vỗ tay, người ta ca ngợi, người ta cổ vũ để cho tốt lên. Người ta rất muốn là những cái người xung quanh đều là những cái người người ta sẽ tốt. Và những cái người như vậy không những là cái tâm lượng của họ nó lớn, mà họ là những người họ rất hiểu. Họ rất hiểu biết, họ rất có trí tuệ. Họ có cái tầm nhìn nó dài. Họ đâu có thiển cận đâu. Họ là người tốt. Các bạn cứ nhớ là thế này này, những cái người người ta thiển cận ấy, người ta chỉ nhìn những cái lợi nó ngắn cũn, nó bé tí trước mắt, rồi cứ lao vào mà tranh giành giành giật. Mình nói như đây, con người thì chưa nói nha, nhưng bây giờ các bạn xem thế giới động vật, xem thế thế giới động vật đi, cứ có miếng ăn có miếng mồi là cứ lao vào, thậm chí là tranh đua cắn xé cấu xé tranh giành nhau này này nọ nọ. Khác loài có khi là cùng đồng loại thì đôi khi là chúng nó lại biết chia sẻ thức ăn cho nhau, nhưng mà còn khác loài cứ giành giật thế này thế nọ, nhưng mà đại loại là như thế này này. Các bạn cứ để ý là những cái thì chúng ta là con người, chúng ta nhìn xa, chúng ta biết là ở trong những cái được trước mắt như vậy, nó tiềm ẩn những cái họa nó nhiều.
ăn thì có khi là ăn chỉ no được một bữa, hai bữa, ba bữa. Nhưng mà tranh giành như vậy nhiều khi sứt đầu mẻ trán, bao nhiêu thương tật đầy mình ấy. Xong có những cái video nó còn quay là kiểu như là ăn tranh giành một cái con mồi mà trên cái vách đá mà không biết là bao nhiêu rơi, bao nhiêu con thú nó rơi từ trên núi rơi xuống ấy. Vẫn chỉ vì tranh giành, xong cuối cùng là rơi cả mồi, cả những cái con mà đang ngoạm, đang tranh giành thì rơi hết. Thế là hy sinh hết, chỉ vì cái miếng đất nhìn không rộng. Thế cho dù là có được cái gì đi chăng nữa thì cuối cùng là vẫn là tiêu tan ấy. Đối với con vật thì nó chỉ là một ăn no, xong no trong vài bữa tuần là cùng thế này thế nọ. Còn đối với con người nhiều khi cứ tích góp, cứ tranh giành thế này thế nọ, hơn thua hay tranh giành, tưởng được cái này cái kia, vơ vét này nọ, kiếm trác cho nó thật nhiều, lừa đảo cho nó thật nhiều, làm cho thật nhiều những cái điều mà sai trái, làm nhiều những cái điều mà vi phạm pháp luật, sai với mình, sai với người, sai với lương tâm. Thế cuối cùng để làm cái gì, tích góp cái gì, ăn được bao nhiêu, chơi được bao nhiêu, mà tích góp những cái vật chất mà nó sai trái thế thì có dám lộ ra không, có dám biểu hiện không, có dám này này nọ nọ không. Cuối cùng là trong đầu suốt ngày phải lo lắng, suốt ngày bất an. Mà chưa kể mà này này nọ dọn nọ nọ ra sờ đến thì có phải là cuối cùng là lĩnh hậu quả, đúng không các bạn, cái đề đi đúng không. Thế là những người như vậy là chứng tỏ là họ đều là những người họ nhìn cái nhìn của họ nó không xa. Cái người hay đố kỵ, hay ghen tị thì hay hơn thua. Cái nhìn nó chưa xa, mà cái nhìn chưa xa thì đương nhiên là cái người đó ấy, chưa phải là người tốt. Bởi vì người ta cũng đã nói rồi, trí tuệ thì sinh ra đạo đức. Cái nhìn chưa xa là cái người chưa phải là cái người hiểu biết rồi. Chưa hiểu biết, chưa trí tuệ thì đừng có nói đạo đức. Bạn bảo là bạn là cái người sống tốt, bạn là cái người đạo đức, mà bạn là cái người bạn không hiểu biết thì bạn đừng có nói bạn là cái người đạo đức. Bởi vì nếu những cái người nào người ta là những người ta đạo đức ấy, mình nói những cái người người ta có đạo đức ấy, người ta kiểu gì người ta cũng có hiểu biết, người ta có trí tuệ, muốn nói gì thì nói nhé. Cái người có đạo đức họ sẽ là cái người có hiểu biết. Còn những cái người ấy, thường thường là những cái người ấy, người ta tưởng là người ta đạo đức ấy, mà người ta không hiểu biết ấy, thì thường thường người ta làm những cái việc mà cứ nghĩ là đúng nhưng mà thực ra chưa đúng. Thực ra đâu có đúng đâu. Bao nhiêu bằng chứng là bao nhiêu, bạn cứ để kể cả trên thế giới, bạn cứ để bao nhiêu là những cái tội phạm mà khét tiếng, tội phạm nguy hiểm thì bị bắt thì hỏi việc làm có đúng không thì vẫn cứ kêu đấy, vẫn cứ khẳng định là làm đúng đấy còn gì nữa. Cứ nghĩ là mình làm đúng, mình làm điều tốt đến gì đó, nghĩ mình là cái con người cao cả, là cái con người đạo đức đấy còn gì nữa, thế toàn làm những cái việc mà nó kinh khủng tày trời lên thì vẫn cứ nghĩ là mình đúng đấy còn gì nữa, đúng không. À thì lại quên, lại bảo là hiểu biết, bảo là trí tuệ, hiểu biết cái quan trọng là hiểu biết hay trí tuệ, nó phải là một cái gì nó phải đúng đắn, nó đi theo cái chuẩn mực để nó đúng đắn. Bây giờ hỏi cái chuẩn mực là như nào, đúng đắn là như nào, thì bây giờ mình nói luôn các bạn cứ để ý cái chuẩn mực, cái đúng đắn như thế nào, là xã hội đi theo con đường gì, là chúng ta phải đi theo con đường đó. Chúng ta ở đâu, chúng ta phải theo cái luật chơi ở đó, ở đâu phải có cái nguyên tắc ở đó. Chứ bây giờ bạn cồn, bạn cãi cồn, bạn đi ngược dòng, bạn thế này thế kia, bạn tranh luận vớ va vớ vẩn này này nọ nọ, thì bạn thấy là cái cuộc sống ấy, bạn cứ thử được, bạn rẽ, bạn đi ngược chiều, ngược dòng lên thì cái hậu quả đến với bạn liền đi. Chứ ở đó mà lý sự, ở đó mà cùn, đúng không, các bạn cứ để đi. Thế nên cái gì nó đúng đắn nhất chúng ta cảm thấy nha. Nói chung là cái người người ta hiểu biết là người ta không tranh giành, không hơn thua, không này này nọ nọ, người ta rất biết nhường nhịn, đúng không. Mà những cái người như vậy người ta mới là cái người tốt được. Khi
Bạn thấy là khi bây giờ nhá, bây giờ chúng ta nhá, khi chúng ta gặp những cái chuyện này chuyện kia thì những cái người đến với chúng ta ấy, giúp đỡ chúng ta ấy, thì đều là những cái người tốt đúng không? Còn những cái người mà người ta chưa tốt, người ta còn bận cái việc của người ta đâu có đến với chúng ta được. Hay là những cái người mà mình nói, những cái người, thôi nói tóm lại là thế này cho nó nhanh, là những cái người, tất cả những cái người mà người ta là những cái người người ta tốt ấy, người ta sẽ không hơn thua, không tính toán với bạn, kể cả nhé khi bạn cần giúp đỡ. Nhưng có thể là trước đây hay là như thế nào, bạn làm những cái gì không đúng với người ta, người ta không tính toán với bạn. Bạn cần giúp, người ta vẫn giúp bạn như bình thường. Người ta không chấp, người ta không hơn thua với những cái gì. Người ta không quan tâm những cái việc bạn đã tốt hay đã xấu với người ta, nhưng bạn cần giúp đỡ, người ta vẫn giúp bạn như thường. Đấy là người tốt đấy, đúng không nào? Các bạn cứ để ý cái điều đó. Đấy là cái điều bạn, các bạn cứ để ý cái điều đó. Mình nói sợ nhất ở đời, mà sợ nhất là những cái người, những cái người mà người ta cứ tranh giành, cứ ghen tị, xong rồi cứ không muốn người này người kia hơn mình. Thế là xong, ví dụ là một vài người này thì rơi xuống cái hố này này, thì người này người kia địu cho nhau lên, đứng lên vai nhau để vượt qua cái hố, để cùng lên, để cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến lên. Thì có phải là tất cả cùng ok không? Tất cả cùng tốt không? Chứ đường này cứ ghen tị, cứ sợ này sợ kia, cuối cùng chả ai lên được. Cứ lên, chưa lên lại kéo chân người ta xuống, kéo chân người ta xuống. Thế là cùng chết chung. Thế thì có phải là người tốt không? Mà thế có phải là cái người hiểu biết không? Như cái người, ví dụ cái người người ta hiểu biết, người ta là những người, người ta này nọ, đôi khi người ta đưa lên hết thì cũng được. Còn thích thì có, tôi có ở dưới hố thì tôi vẫn ok. Còn các bạn lên, các bạn cứ sướng đi, càng tốt, còn hơn là không ai. Thế người ta lại có một cái cách nghĩ khác, đúng không? Các bạn cứ để ý đi. Đấy, cái điều đấy các bạn nên để ý một, các bạn để ý. Có một cái điểm này nữa là các bạn cũng để ý này, các bạn cũng để ý này. Cái điểm này là cái điểm mà đúng là cũng không những là chúng ta để ý thấy, mà nhiều khi mọi người cũng để ý được. Cụ thể là ví dụ là như thế này này. Cụ thể là những cái người nào là những cái người tốt nhá, người ta đều là những người, người ta được những cái mối quan hệ xung quanh kiểu như là quý mến, quý trọng, nhiệt tình. Bạn cứ để đi, cái người mà tốt, không những là bạn tự bạn để ý được trong người ta đâu, nhưng mà tự dưng có nhiều người, người ta đều công nhận ý. Nghĩa là nhiều người, người ta đều công nhận đây là cái người tốt, thì bằng chứng người ta đi đến đâu cũng được mọi người quý, cũng được mọi người rất là quý, rất là trọng, rất là quý. Đến đâu cũng được mọi người quý. Đến đâu cũng được mọi người kiểu như là nhiệt tình, mọi người đối xử các thứ rất nhiệt tình, rất quý mến, rất bảo vệ. Bạn cứ để đi, đúng không? Còn những cái người, mình nói là có những cái người đi đến đâu như kiểu bị cô lập. Đi đến đâu chỉ ngồi một chỗ thôi, ngồi một chỗ nào đó thôi, như kiểu bị cô lập. Không ai ngó ngàng, không ai để ý. Mà lân la ra chỗ đông, nhiều khi người ta ngồi rõ ràng ngồi chỗ đông, chả ai để ý, chả ai hỏi. Có khi, nhiều khi gần người ta khó chịu. Đấy là những người chưa tốt. Các bạn cứ để ý. Nó lạ lắm. Nó lạ lắm. Nhiều khi nó là như vậy đấy. Nhiều khi nó là như vậy đấy. Mình nói nhiều người, có nhiều người lại là như thế này nữa này. Nhưng mà nếu nhá, bây giờ lại nói tiếp là như này, là cái người mà là người tốt ấy, mình nói nhá, kể cả nhá trong cái đám đông nhá, mà người ta lại ngồi ở một cái vị trí nào nó khuất khuất một tí, nhưng mà người ta vẫn được mọi người để ý và quý mến,
và trân trọng. Nhiều khi cứ đi qua đi lại, người ta nhìn, người ta chào, người ta rất là tôn trọng, người ta chào. Và người ta cũng tôn trọng cái chuyện mà cái người tốt mà người ta chọn cái vị trí nào người ta ngồi, người ta vẫn tôn trọng, người ta hiểu được. Nói tóm lại là cái người tốt, người ta luôn được tôn trọng, luôn được mọi người quý mến và tôn trọng. Mà những cái người như vậy là những người, mình nói những cái người mà đã được tôn trọng, đã là cái người sống tốt, thì người ta là những người ta may mắn lắm. Cái cuộc đời người ta may mắn lắm, người ta rất may mắn. Đúng không? Các bạn cứ nhận ra là như vậy. Đấy, mình nói một vài những cái điểm nói về người tốt. Nói về người tốt, một vài cái điểm là như vậy. Còn cái người có cái vận mệnh tốt thì đương nhiên, Bây giờ mình sẽ nói một chút về những cái đặc điểm cái người có vận mệnh tốt. Thì đương nhiên cái người tốt, họ sẽ là những cái người sẽ có vận mệnh tốt. Nhưng mà cái người vận mệnh tốt thì lại cần thêm có một vài những cái điểm là như thế này nữa này. Cái người mà có vận mệnh tốt thì đương nhiên họ sẽ là những cái người hay gặp may mắn. Đúng không? Họ sẽ là cái người mà họ hay gặp may mắn. Và những cái người hay gặp may mắn, cụ thể là các bạn nhìn như này nhé. Bạn nhìn một cái người nào đó nhé, bạn nhìn chính bản thân bạn nhé. Bạn xem bạn có phải là cái người, bạn có phải là cái người tự tin, bạn có phải là cái người quyết đoán hay không. Bạn xem đi, xem mình có phải là cái người tự tin và là cái người quyết đoán hay không. Thường thường là như này nha, mình nói qua một vài những cái nét tướng như này để chúng ta nắm nha. Những cái người mà là những cái người tự tin, quyết đoán ý, thì họ thường, các bạn nhìn vào cái trán của họ. Thường nhá, cái trán của họ nó có mấy cái trạng thái này. Một là cao, rộng, đầy đặn, sáng sủa. Hai là cũng vuông vức, phẳng, sáng sủa, rộng. Cái vuông vức của họ cũng là cái hình vuông, trán vuông cũng là cái hình vuông to, đầy đặn, sáng sủa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn nhìn những cái người mà người ta làm, những người mà người ta quyết đoán, người ta tự tin ý, bạn nhìn vào cái mũi người ta, cái sống mũi người ta, cái sơn cát người ta, cái sống mũi người ta nó vừa thẳng, nó vừa cao, nó vừa thẳng, nó vừa cao, rất tự tin. Cái nữa các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn vào cái quyền người ta này, hai cái lưỡng quyền người ta này, nó cũng nhô lên, nó nhô cao, cao nhưng mà không được nhọn nhá, đầy đặn, cao nhưng mà không được nhọn. Nhìn nó vững, nhìn hai cái thành, cái lưỡng quyền người ta nó cao mà nó vững. Cái má người ta nó cũng vững. Rồi là cái gì nữa? Thì đương nhiên là cái ánh mắt của người ta rồi. Cái người tự tin thì ánh mắt người ta nó phải sáng, nhìn nó phải thẳng. Đúng không? Nhìn ánh mắt của cái thần nó sáng, nó mạnh, nó thẳng. Đúng không? Các bạn cứ để ý. Rồi là những cái người tự tin đó, các bạn nhìn ở cái cung điền trạch này của người ta này, nó cũng cao, nó cũng đầy đặn, nó sáng. Cái cung điền trạch, đúng không nào, các bạn cứ để ý đi. Rồi là cái gì nữa? Rồi là những người tự tin nhìn vào đâu nữa? Đây này, các bạn nhìn vào cái tai cốt đây này nha, xương quai hàm đây này, hay là người ta gọi là cái tai cốt đây này, xương quai hàm đây này, nhìn nó vuông vuông, nhìn nó hơi vuông vuông nha, nhìn nó có cái gì vuông vuông và nó đầy đặn. Các bạn nhớ nha, nó vuông vuông, nó đầy đặn, tự tin lắm nhá. Cũng là những cái người dũng mãnh, cũng là những người tự tin. Những cái người này là những cái người mà cái tai cốt người ta ấy, nó có một cái gì đó nó vững chãi. Họ đều là những người nói được làm được. Đều là những người nói được làm được. Nói được làm được, họ đều là những người tự tin. Các bạn cứ để ý cho mình cái điểm đó. Cứ để ý cho mình cái điểm đó. Những cái người tự tin và những người quyết đoán nhá, là những người người ta rất hay gặp may mắn. Cái cụ thể ở đây là gì? Cụ thể ở đây là gì? Các bạn biết may mắn ý,
May mắn nó được sinh ra từ đâu? May mắn được sinh ra từ đâu? May mắn nó được sinh ra từ cơ hội, từ cái cơ hội mà biết chộp, biết nắm, biết bắt. Các bạn cái đấy được sinh ra từ cơ hội mà biết nắm, biết chộp, biết bắt. Thế để mà có cái cơ hội, để mà tạo ra được cái cơ hội, để mà nắm bắt được, chộp được, thì phải đòi hỏi là cái gì? Cái năng động, cái tự tin, cái quyết đoán, dám. Cái dám, đúng không? Bạn phải tạo ra, may mắn là mình tạo ra. Thường thường là như vậy, đúng không? Mà đôi khi trong cái may mắn ấy cũng là cái mà được mọi người xung quanh tạo ra. Hay là cái may mắn đôi khi nó cũng là cái người ta gọi là từ trên trời rơi xuống. May mắn nó là cái bạn gặp được một cái gì đó. Mà nhiều khi đôi khi bạn có thể là những người bạn tạo ra, bạn tính trước. Và đôi khi có những cái bạn không tính trước mà nó cứ xảy đến, nó mang lại cho bạn cái vui vẻ về tinh thần, cái sự bất ngờ. Có thể là lớn, có thể may mắn lớn, có thể may mắn bé. Vừa bất ngờ vừa may mắn, cảm thấy hạnh phúc trong cái tinh thần, cũng có thể đem lại cho bạn những cái giá trị về vật chất. Nói chung có những thứ bạn không tính được, và có những cái thứ do bạn tạo ra thì bạn có thể là phần nào bạn tính được. Kiểu là như vậy. Mình nói ví dụ, mình nói ví dụ những cái may mắn mà từ trên trời rơi xuống mà bạn không tính được nhá. Mà bạn không tính được nhá. May về, bây giờ may về tiền đi. May về tiền là trúng vé số, đơn giản như vậy thôi. May về tiền là trúng vé số, hoặc may về tiền là tự dưng có người ta gõ cửa. Anh có phải tên là người này, chị phải tên là người kia. Anh chị tên là như này đúng không? Đấy, ký vào đây. Ký cái gì đấy ạ? À đây là cái di chúc mà. Đây có cái người bên nước ngoài, người ta có cái di chúc người ta để lại. Đúng anh, đúng chị, đúng tên tuổi này, địa chỉ ở đây. Thừa kế. Thừa kế. Tự dưng các bạn đâu có tính toán được. Mà nhiều khi mình chả biết người ta là ai. Ờ. Đấy là may mắn từ trên trời rơi xuống đấy. Cụ thể là như vậy. Hay là may mắn về tình duyên cũng vậy nhá. Tự dưng bạn đang một ngày đẹp trời, bạn đang sáng đi tập thể dục, tự dưng gặp một cái cô gái nào đó, lại nhìn thấy bạn, lại tự dưng lại cảm mến bạn, đến lại bắt chuyện, nói chuyện, lại cảm thấy rất là hợp gu với nhau, hợp từ từ cái hình dáng cho đến cái nói chuyện này nọ nọ, rồi sau cái buổi đó tự dưng lại trở thành bạn gái bạn trai với nhau. Hoặc là bạn cũng vậy, tự dưng có mấy anh nào rất là đẹp trai phong độ, cũng đi ăn sáng hay thế này thế kia, tự dưng lại bắt gặp thì người ta lại giúp đỡ mình cái gì trong cái nhân cái gì, là giúp lấy chai tương ớt hay là lấy cái gì đấy, lấy cái ghế lại gọi là đang ngồi đông quá, bắt đầu ngồi tự dưng ghép bàn để ngồi đối diện để nói chuyện lại hợp. Và kể từ cái buổi đó cho đến sau này tự dưng thành vợ chồng với nhau, thấy may mắn với cái tình duyên mà sống với nhau rất hạnh phúc. Ví dụ là như vậy, đúng không? Đấy là cái may mắn mà từ trên giờ, nhiều khi nó là cái ngẫu nhiên, không biết trước được, đúng không? Các bạn hình dung ra. Nhưng mà còn cái may mắn là do chúng ta là những người chúng ta tạo ra cái cơ hội để chúng ta nắm bắt, nó lại là khác. Ví dụ nhá, bạn đi câu cá, đúng không? Câu được con cá, nó là may mắn. Đây là mình nói ví dụ nhá. Cá nhỏ cá to chưa biết, cá nhỏ may mắn nhỏ, cá to may mắn lớn. Đi câu cá, khi bạn cá cắn câu, nó là may mắn. Ok. Bây giờ mình nói các bạn nhá, một cái cần câu thì bạn phải đợi. Ví dụ trong một ngày bạn chỉ có một cái cần câu thì bạn có thể bạn câu được 1-2 con, đúng không nào? Bạn mang theo 10 cái cần câu cho mình, bạn cắm 10 chỗ, thì chắc chắn là cái tỷ lệ đó,
cái may mắn nó sẽ nhân lên 10 lần. Đúng không? Nó nhân lên 10 lần nó do cái cơ hội là bạn tạo ra mà. Bạn muốn có may mắn thì bạn tạo ra cơ hội mà. Đúng không? Bạn tạo ra cơ hội thì may mắn nó sẽ lên chứ. Hay là người ta nói là may mắn mà chờ mà sung dụng thì bạn cũng phải tạo ra cơ hội, bạn phải đi ra cái gốc cây sung, bạn há miệng lên chứ. Thì để cho quả sung nó mới rụng vào mồm vào miệng bạn chứ. Không nó rụng xuống đất thì người ta lại quét đi làm sao, thì làm sao mà rụng được. Đúng không? Cái kiểu là như vậy. Thế nên ý, cái may mắn đại loại tóm lại là như thế này này, những cái người ấy, những cái người mà người ta có cái vận số tốt, người ta thường là những cái người tự tin, quyết đoán. Và những cái người tự tin quyết đoán họ thường là những người họ hay hay có được nhiều những cái cơ hội may mắn. Đúng không? Bạn cứ nhớ, bạn cứ để ý. Cứ để ý. Mà thường thường là như này nữa này. Thường thường các bạn cứ nhớ là thế này nhá, những cái người có vận số tốt, có vận mệnh tốt ấy, họ đều là những cái người họ rất chủ động, rất nhiệt tình, rất chủ động, rất hăng hái. Hăng hái lắm ấy. Họ chịu khó ấy. Họ nghĩ nhưng mà họ cũng thích hành động, vừa thích nghĩ vừa thích hành động. Thế đâm ra là những cái người đó người ta hay có nhiều những cái may mắn, hay có nhiều cơ hội, hay gặp may mắn. Đúng không? Vừa nhiệt tình, vừa nhiệt huyết, vừa chăm chỉ mà lại vừa tự tin, vừa nắm bắt cơ hội, vừa quyết đoán. Thế thì trong tay họ hết rồi còn gì nữa. Bạn cứ nhớ đấy, bạn cứ để ý. Chứ còn cái người mà cứ ngồi một chỗ, nhiều khi ngồi một chỗ bắt đầu lôi lôi cuốn sách ra đọc thôi ấy. Kiến thức nó đi vào đầu ấy. Đọc xong, ok có hiểu, hiểu xong khép sách lại, chả vận dụng, chả đi, chả trải nghiệm gì cả. Thế là hôm sau cái kiến thức đọc vào trong đầu nó không có cái trải nghiệm, quên, lại quên. Đọc mà không hành, lý thuyết mà không thực hành làm sao nhớ được. Đọc mà không trải nghiệm, không được tập cái lý thuyết, cái kiến thức đấy nó hay như vậy thì đọc xong thì đem đi áp dụng thử xem như thế nào. Ví dụ là người ta chia sẻ cái cách nói chuyện hay, cái cách mà giao tiếp hay, thế này thế kia, thì cố gắng mà đi ra ngoài tìm một cái người nào bắt đầu thực hành cái cách nói chuyện của mình với người ta xem như nào, xem cái cuốn sách nó dạy có đúng không. Người ta bảo dạy giao tiếp về thế này thế kia, làm quen như thế nào, gọi như nào, hỏi chuyện như nào, bắt chuyện như thế nào, thực hành luôn đi còn gì. Đi ra ngoài gặp ai, đi chợ mua mớ rau mớ cỏ, đi ăn sáng đi này đi nọ, tập thử hỏi người ta, bắt chuyện người ta, nói chuyện người ta như thế nào, xem cái cuốn sách nó dạy như vậy có đúng không, chào hỏi như thế nào, tìm cái câu chuyện gì cho nó ngẫu nhiên, cho nó thật là thế này thế nọ, thực hành đi. Thế đọc xong bắt đầu gấp gấp là nó quên, không thực hành làm sao nhớ được. Mà nhờ có thực hành nhiều khi có người này người kia thì lại thêm cái kiến thức chứ. Có thất bại thì cũng thêm cái kiến thức chứ. Thế đường này, đúng không các bạn, cứ để đi. Nhiều khi, thế nên nói gì thì nói, nhiều khi những người thành công, những người may mắn thì đều phải đòi hỏi là họ đều là những cái người mà có cái tích cực, có cái năng động. Có cái năng động. Ừ, chứ họ không ù lì, họ không kiểu như là họ không lười đâu. Không lười đâu. Họ kết hợp, kết hợp cả lý thuyết cả thực hành, nghĩa là họ vẫn là muốn nói gì thì nói. Chúng ta cần phải là chăm chỉ cơ, cần phải là cái người mà hoạt bát lên cơ, cần phải năng động lên. Có năng động thì dễ may mắn, dễ gặp những cái thuận lợi hơn, đúng không? Đấy, thế nên bạn ấy, đi ra ngoài bạn thấy là những cái người nào là những cái người mà người ta có một cái tự tin, có một cái quyết đoán, có cái năng động, có cái này cái nọ, thì người ta dễ là những người người ta hay gặp may mắn. Người ta sẽ dễ là những người người ta thành công, người ta sẽ là những người mà người ta có cái vận mệnh tốt. Bạn cứ để ý nha. Bạn cứ để ý cái điều đó cho mình. Một cái điểm này mà mình muốn nói với các bạn là một cái điểm này là cái điểm mà không thể thiếu được này.
cái điểm này trông ý, trông thì có vẻ là bình thường, nhưng thực ra ấy, cái điểm này nó lại mang lại cho một cái người mà có, sẽ mang lại cho một cái người mà rất nhiều phúc, mà lại mang lại cho một cái người nào đó mà có cái điểm này, họ sẽ là những người có cái vận mệnh thường là có cái vận mệnh tốt, thường là cũng hay gặp nhiều những cái may mắn, thường là có nhiều phúc. Đó là cái điểm gì? Mình nói những cái người mà người ta có cái vận mệnh tốt nhá, cái người mà người ta làm những cái người mà người ta sẽ may mắn, sẽ thành công, nhưng người ta sống tốt ấy, người ta luôn là những cái người nhá, người ta luôn sẵn sàng gì? Sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ mọi người, đơn giản thế thôi. Bạn cứ để là những cái người mà người ta là những người, người ta có vận số, vận mệnh tốt. Họ là những người họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ mọi người khi mọi người cần thiết thế này thế kia. Không nề hà một cái gì. Các bạn cứ để. Thế nên ý, mình nói các bạn nhớ là thế này này, những cái người mà khi mà người khác ấy khó khăn hoạn nạn ấy, mặt tỉnh bơ lờ đi, bước qua, nhiều khi người ta cần cái sự giúp đỡ của mình chỉ một tí thôi mà mình lờ đi, mình lạnh lùng mình bước qua, cái người như vậy là những người mình nói sau này họ mà có cái gì không ai người ta đếm xỉa đến. Nếu cái người nào mà là cái người mà lạnh lùng, băng giá, vô tâm vô tình đến như vậy, gặp cái người này người kia người ta cần giúp đỡ mà kiểu như lạnh lùng vô tình bước qua, coi như là không quen biết, vô tâm vô tình vô nghĩa, thì sau này người ta có cái việc gì, mình chắc chắn là những cái người đó là những người mà kiểu như là những cái người, người ta không có được nhiều những cái mối quan hệ mà thân thiết, mối quan hệ mà kiểu như là quan trọng, tình nghĩa, tình cảm, không có được những cái mối quan hệ mà nói chung là không có được mối quan hệ tử tế đâu. Còn những cái người nào nha, bạn cứ để nhá, những cái người, bất cứ những cái người nào mà người ta là những người, người ta tốt từ tâm người ta ra ấy, người ta, bạn có cái gì khi bạn có cái gì nhá, mà người ta sẵn sàng, sẵn lòng, người ta hỗ trợ bạn, người ta giúp đỡ bạn ấy, thì bây giờ nhá, bạn cứ để đi, cho dù ấy một vài năm nữa ai biết cuộc đời nó là như nào, mà người ta có cái việc gì thì bạn hôm nay bạn nhận cái ân tình, cái sự giúp đỡ, cái tình nghĩa, tình cảm của người ta, thì sau này một vài năm nữa hay là như thế nào mà người ta có cái chuyện gì bạn biết được, bạn có ngồi im không? Có khi bạn lúc nào bạn kiểu như là bạn nung nấu ở trong lòng ấy, là kiểu gì bạn phải nung nấu, là bạn muốn để kiểu như là báo đáp, để mà trả ơn người ta ấy. Chẳng qua là chưa có cơ hội chẳng hạn. Nhưng mà nếu khi mà người ta gặp cái chuyện gì bất cứ như thế nào, thì bạn là người như nào? Và kể cả mình nói cái cuộc đời, cuộc sống này, người ta chưa phải, người ta gặp cái chuyện gì chưa phải là như thế nào, nhưng với cái người có tình có nghĩa như vậy, thì nhiều khi chúng ta làm như thế nào, họ làm cái gì chúng ta chả ủng hộ hết lòng. Lúc đấy chả ủng hộ hết lòng rồi. Lúc đấy là phục, vừa phục, vừa tôn trọng, vừa thương, vừa quý. Đúng không? Các bạn cứ để đi. Đúng không? Quý quá còn gì nữa. Cái người nào người ta giúp đỡ mình chả mang ơn, chả biết ơn, chả thương, chả quý. Cái người nào người ta thương mình, người ta tử tế với mình, khi mình gặp chuyện gì người ta giúp đỡ mình, người ta có ân tình với mình, thì những cái người đó là những cái người mình nói luôn luôn là có cái sự mà tử tế đặc biệt dành ở trong lòng cho người đó. Các bạn cứ để đi, thì những cái người đó là những người may mắn lắm, những cái người đó là những người người ta dễ thành công trong cuộc sống lắm, những người đó người ta có nhiều phúc. Muốn nói gì nói, cái người đó người ta có nhiều phúc lắm, người ta thành công lắm, thành công cực kỳ luôn, có nhiều phúc cực kỳ luôn. Mình nói cái cuộc đời này không cần biết là cái gì, nhưng mà bạn cứ là những người bạn sống tử tế, bạn có nhân tâm nhá,
bạn có được cái tâm của mọi người, cái tình cảm, cái tình nghĩa của mọi người hướng tới bạn, yêu thương và trân trọng bạn ấy, là bạn là cái cuộc đời bạn đã là ok rồi. Bạn sẽ là những cái người mà bạn có được nhiều những cái thành công trong cuộc sống rồi. Còn bạn mà bây giờ bạn có tiền, bạn có quyền mà bạn lại là những người bạn đánh mất cái tình nghĩa, tình cảm, bạn đánh mất cái sự ủng hộ, đánh mất cái tâm phục ở trong mọi người, chỉ được cái khẩu phục hay chỉ được cái này cái kia ấy, thì bạn là nguy hiểm liền. Bạn sẽ là nguy hiểm liền ý. Đúng không? Bạn sẽ nguy hiểm liền ý. Đúng không? Các bạn cứ để ý đi. Các bạn cứ để ý đi. Thế nên ý, những cái người nào ấy, cái người nào là những người người ta sẵn sàng, sẵn lòng, người ta tương trợ, người ta sẵn sàng, người ta hỗ trợ, người ta giúp đỡ nhá. Những cái người nào ấy, bạn nào mà đang khó khăn thế này thế kia mà gặp những cái người mà người ta sẵn sàng, người ta hỗ trợ, người ta tương trợ, người ta gọi là cái gì, một miếng khi đói bằng một gói khi no thế này thế kia, mà người ta luôn sẵn lòng, sẵn lòng, cái người đó là những người cái vận mệnh người ta tốt. Người ta sẽ là những người có vận mệnh cực cực kỳ tốt. Còn những cái người nào mình nói những cái người nào bạn cứ bỏ mặc người những cái lúc khó khăn thì mình nói cái cuộc đời của các bạn ấy, cái bạn nào ấy mà đã từng như thế thì các bạn thử thử nghĩ nghĩ xem. Cái thứ nhất là các bạn ấy sẽ bị day dứt, đúng không? Sẽ bị day dứt. Mà các bạn sẽ là những cái người mà dằn vặt, mà hơn nữa ấy, nhiều khi á các bạn mất cái cơ hội để mà làm phúc. Đó là cái cơ hội để làm người tốt, để mà tiêu trừ những cái nghiệp mà nó chưa tốt của mình, để mà tích cái phúc của mình, các bạn vô tình các bạn bỏ lỡ. Đúng không? Nếu như bạn nào là những người có cái kiểu thái độ bỏ mặc người lúc khó khăn, lạnh lùng vô tâm, tàn nhẫn, ngay kể cả với những người thân của mình, các bạn hãy xem lại, chỉnh sửa lại. Nếu như cái vận của các bạn ấy mà nó đang là tốt ý, thì nó không kéo dài đâu. Còn nếu như ý, mà nó đang khó khăn ý, là các bạn biết đấy là cái lỗi của mình đấy. Thay đổi, chỉnh sửa lại để cho nó tốt, cải cái vận cho nó tốt lên. Đấy, các bạn để cho mình cái điều đó. Các bạn để cái điều đó nhá. Đó, video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Thì vừa rồi là những cái chia sẻ của mình nhé, về những cái người mà người ta là những người ta sống tốt, những cái người mà người ta là những người người ta có cái vận mệnh tốt. Thì cũng mong rằng là khán giả của kênh các bạn đều là những người sống rất tốt và sẽ có vận mệnh rất tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.